Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay, thứ hai ngày 6 tháng 3 2023. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế. Thiếu lao động nghề biển tại Khánh Hòa, nhiều tàu cá nằm bờ. Khánh Hòa thu hút đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 2.830 tỷ đồng, bằng khoảng 18,3% dự toán, giảm hơn 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 300 tỷ đồng, thu nội địa gần 2.530 tỷ đồng. Trong tổng thu nội địa 2 tháng đầu năm, có 7 khoản thu tăng, gồm thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thu sổ số kiên thiết, thu ngoại quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu khác ngân sách, thu phí và lệ phí. Một khoản thu ổn định là thuế sử dụng đất nông nghiệp. 9 khoản thu còn lại đều giảm so với cùng kỳ như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu lệ phí trước bạ. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương 2 tháng đầu năm là gần 1.320 tỷ đồng, bằng 8,86% dự toán và giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày hôm nay 6 tháng 3, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, trong tháng 2 năm 2023, mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,4% trên một năm so với cuối năm 2022. Đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của ngành ngân hàng Khánh Hòa, triển khai kịp thời các chính sách tiền tệ, tín dụng, có phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế địa phương. Song trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng, lãi suất huy động cũng tăng tương ứng, các tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc tham gia vào các gói hỗ trợ, dẫn đến có ít doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách ưu đãi, chưa tạo động lực cho nền kinh tế. Đây cũng là những vướng mắc lớn mà ngành ngân hàng cần tháo gỡ trong năm 2023. Doanh nghiệp này khởi nghiệp vào tháng 6 2022, hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản. Dù sản phẩm cũng vừa tiếp cận thị trường trong thời gian ngắn, song đã mang nhiều tín hiệu hết sức tích cực. Hiện mỗi tháng, sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ được từ 1,5 đến 2 tấn, thu về 150 đến 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho gần 30 người, đồng thời giúp người dân địa phương bán được xoài với giá cả ổn định. Tuy nhiên, để nâng tầm giá trị nông sản của địa phương, đại diện doanh nghiệp cho rằng cần phải có nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất và quảng bá sản phẩm. Song thực tế, việc tiếp cận vốn vay vẫn còn nhiều khó khăn. Để tiếp cận được cái làm được cái này thì tụi em rất cần cái nguồn vốn vay hỗ trợ của nhà nước cũng như các ngân hàng để mà có thể tạo điều kiện để mình có thể đẩy nhanh được. Tại vì trong 2023 này thì du lịch cũng đang khôi phục dần lại, thì tụi em muốn làm xong trong 2023 để 2024 thì có thể tiếp cận các nguồn khách tương lai như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga quay trở lại ở Nha Trang, Khánh Hòa. Không chỉ doanh nghiệp mới thành lập, mà các doanh nghiệp hoạt động lâu năm cũng gặp khó khăn khi tiếp cận các kênh tín dụng ưu đãi. Đặc biệt, việc thụ hưởng các gói hỗ trợ về tín dụng của chính phủ cũng không hề dễ dàng. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động tiếp cận, kết nối, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, song kết quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng. Nhất là việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ. Tính đến cuối tháng 1 năm 2023, toàn tỉnh mới chỉ cho vay hỗ trợ lãi suất đối với 14 khách hàng doanh nghiệp, dư nợ hơn 379 tỷ đồng,
số tiền lãi đã hỗ trợ là hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do ngân hàng lẫn doanh nghiệp đều chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Tất cả các cái doanh nghiệp hiện nay là cũng tiếp cận, gọi là các cái đối tượng tiếp cận là chưa thể rộng rãi được và đang rất gò bó, là trong bị giới hạn rất là nhiều vấn đề. Cái Covid đã đi qua rồi, bây giờ khủng hoảng kinh tế lại tới. Cho nên là cái mặt bằng chung mà để thấy khó khăn khủng hoảng của toàn dân là nhà nước, cả nhà nước chúng ta đều chung sức chung lòng và đều thấy. Thì cho nên thành ra là cái áp dụng lãi suất trên khoản vay thoải mái, thả lỏng, người nào vay là được miễn giảm lãi suất thì mới là cái đó mới hợp lòng dân. Để tháo gỡ các vướng mắc trong khâu tín dụng, vừa qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp theo hình thức đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng. Tại đây, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được tiếp thu và tháo gỡ. Một số ngân hàng đã giới thiệu các dịch vụ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, điều kiện vay vốn cụ thể, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, làm việc trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn gói vay phù hợp. Chúng tôi sẽ định hướng cho các chi nhánh tổ chức tín dụng cho vay các sản phẩm nông nghiệp truyền thống của địa phương, rồi các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch. Và qua hội nghị này thì các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ giới thiệu mô hình sản xuất, sản phẩm, lợi thế cạnh tranh và nhu cầu vay vốn ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa, tính đến ngày 31 tháng 12 2022, dư nợ cho vay ưu đãi doanh nghiệp trên địa bàn đạt hơn 5.100 tỷ đồng. Những tín hiệu gần đây cho thấy các gói tín dụng ưu đãi đã đến gần hơn với các doanh nghiệp, người dân. Điển hình là mới đây, Vietcombank Khánh Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn 2.600 tỷ đồng. Đồng thời tham gia chương trình kết nối, các doanh nghiệp được vay vốn với mức lãi suất vay ngắn hạn Việt Nam đồng là 5,5% mỗi năm. Lãi suất cho vay trung dài hạn là 7,7-10,1% một năm. Bên cạnh đó, các chi nhánh tổ chức tín dụng cũng triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh khá lớn, các doanh nghiệp cũng không yêu cầu khắt khe đối với các vị trí tuyển dụng. Thế nhưng, người lao động lại đang rất dè dặt tìm kiếm việc làm, trong đó có một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, nhất là nhóm lao động trẻ. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, từ kết quả thu thập, thống kê và phân tích thị trường lao động cho thấy, trong quý 1 năm 2023, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, trung bình hơn 2.000 lao động trên một tháng. Phần lớn các doanh nghiệp tuyển dụng lao động ở các ngành nghề như công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe có động cơ, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản, v.v. Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng có nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao. Trung tâm đã mở các phiên giao dịch việc làm trực tiếp đến cơ sở, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận, thực hiện kế hoạch truyền thông và thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến các xã, phường, thị trấn trong khu vực, nhưng vẫn khó tìm đủ lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp, kể cả lao động phổ thông. Để tăng cường kết nối cung cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã lên kế hoạch đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, kết nối. Thời gian tới, đơn vị sẽ cử cán bộ, nhân viên trực tiếp đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn để tuyên truyền và thông tin nhu cầu tuyển dụng cho người dân, tăng cường tư vấn việc làm mới cho lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, chú trọng thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng, việc làm và ứng dụng công nghệ để thông tin người tìm việc, việc tìm người. Bên cạnh đó, tăng cường mở các phiên giao dịch việc làm đến cơ sở, mở rộng phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với các tỉnh thành để thu hút lao động ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập không cao, môi trường làm việc nguy hiểm, vất vả khiến nhiều lao động đi biển đã bỏ nghề là thực tế đang diễn ra hiện nay tại Khánh Hòa. Sau chuyến biển Tết Quý Mão 2023, hiện đã ghi nhận nhiều tàu cá nằm bờ vì không có bạn tàu. Nhiều chủ tàu cũng lâm vào cảnh khó khăn khi tàu cá buộc phải ra khơi trong tình trạng thiếu hụt lao động. Cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, những ngày khá nhiều tàu cá nằm bờ. Theo thống kê của Ban Quản lý Cảng Cá Hòn Rớ, tháng 2 vừa qua, có khoảng 35% tàu cá nằm bờ do thiếu bạn thuyền. Để giữ chân người lao động, nhiều chủ cá bắt buộc phải ứng trước tiền công cho bạn thuyền. Từ đó cũng xảy ra tình trạng bạn thuyền lừa chủ tàu, xin ứng trước tiền của nhiều chủ tàu nhưng không đi làm cho tàu nào. Thời gian đợi đi bạn thì chung ở đây cũng khó khăn lắm. Cái khi đó họ mượn tiền trước, rồi nó không đi. Rồi mình phải mất tiền, rồi đi kiếm người bạn khác.
nhưng mà đi xuống ghe là một người bạn với là có 8 triệu. Có không có mình về không có một kệ mình có đưa ra một người bạn như là 8 triệu. Mà nếu mình không đủ chi phí mà dầu đá rồi sản lượng là chuyến biển đi là thì mình phải bỏ tiền túi ra cho anh em bạn một người 8 triệu. Không chỉ thiếu hụt lao động nghề biển, thời gian qua chi phí chuyến biển tăng do giá nhiên liệu tăng cao, sản lượng khai thác thấp, giá bán giảm, nhiều chuyến biển của chủ tàu thua lỗ, không có lợi nhuận, bạn tàu cũng không được chia. Nguyên nhân này cũng khiến nhiều lao động bỏ nghề đi biển. Song nhiều tàu cá vẫn cố gắng ra khơi dù thiếu lao động. Đơn cử, những tàu câu cá ngừ vây vàng mắt to, cần 6 bạn thuyền nhưng có 4 lao động vẫn ra khơi. Những tàu lưới rê, lưới vây khơi, khai thác cá ngừ vàng cần 12 người nhưng chỉ có 8 lao động, chủ tàu vẫn cố gắng ra khơi. Cho nên anh em tôi là rất khổ, khi mà bán cá thì nó thấp mà dầu thì lên cao thì tổn phí nó nhiều quá. Nói chung là đủ tổn là gọi là lỗ tiền công của bạn, còn không nói nổi gì nhưng mà điều nhiều khi nó phải vất vả hơn ngày xưa. Nó không có thu nhập mà cao hơn ngày xưa. Hiện, toàn tỉnh có gần 3.200 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, trong đó có 683 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động khai thác thủy sản vùng xa bờ. Ngành khai thác thủy sản đã tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, trong đó có khoảng 10.000 lao động trực tiếp khai thác trên các tàu xa bờ. Lao động nghề biển thiếu và bấp bênh hiện nay là nỗi lo dai dẳng của nhiều chủ tàu. Đáng lo hơn, hầu hết các ngư dân đi biển đều là tay ngang và người trẻ không mặn mà với nghề biển. Cảng còn lúc tuyên truyền cho bà con thôi, trong quân khơi bám biển cũng những nơi mà trong điều kiện là phải an toàn về thời tiết, không thể thời tiết an toàn với cho xuất bến. Cái nặng nhất là giá xăng dầu thôi, dù giá xăng dầu mà giảm được thì là chuyến biển thì người ta bớt chi phí, là bà con cũng cố gắng bám biển. Trước thực trạng chuyển dịch lao động nghề biển như hiện nay, cần phải có chính sách để thu hút, đào tạo lao động nghề biển, ổn định đời sống, thu nhập của ngư dân. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ chú trọng giảm dần số lượng tàu cá để giảm cường lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi, nâng cao hiệu quả khai thác, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động nghề biển. Cùng với đó, khuyến khích các chủ tàu áp dụng khoa học công nghệ, ngư cụ, trang thiết bị hàng hải hiện đại trên các tàu khai thác để giảm số lượng lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho lao động khai thác thủy sản. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Để chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 12 từ năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới, trong đó lưu ý tôn trọng ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới được quy định tại thông tư số 25 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phê duyệt danh mục gồm 136 sách giáo khoa sử dụng trong các trường học từ năm học 2023-2024, gồm 44 đầu sách lớp 4, 42 đầu sách lớp 8 và 50 đầu sách lớp 11. Căn cứ danh mục này, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Các sở giáo dục đào tạo trong cả nước cũng đang tổ chức giới thiệu sách giáo khoa tới các nhà trường và hướng dẫn quy trình triển khai lựa chọn nhằm đảm bảo đúng quy định. Sáng nay, thành phố Nhà Trang đã tổ chức triển lãm số Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý lần thứ hai năm 2023 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, thành phố Nhà Trang. Tại buổi triển lãm số Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, hơn 800 giáo viên và học sinh toàn trường đã được xem các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về Hoàng Sa Trường Sa được trình chiếu dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo 3D. Qua đó, có phần giúp giáo viên và học sinh nhà trường hiểu rõ hơn quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo của cha ông, đồng thời cung cấp những thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm số Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý lần thứ hai năm 2023 sẽ được thành phố Nhà Trang tổ chức luân phiên tại 21 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Cũng trong sáng nay, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Người thầy trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, ảo và thật, đồng hành và đối kháng. Buổi tọa đàm tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia và các giảng viên, sinh viên của trường. Chương trình mang đến những góc nhìn khác nhau về tác động của ChatGPT, một chatbot do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển trong giáo dục, những ưu điểm và hạn chế của ứng dụng ChatGPT, thảo luận và tìm cách ứng xử phù hợp với công cụ này ở trường học.
từ đó đưa ra những định hướng thay đổi trong chiến lược, phương pháp dạy học và đánh giá nhằm giúp cho sinh viên học tập hiệu quả hơn, đồng thời có những đổi mới cho việc dạy và học của nhà trường phù hợp với kỷ nguyên công nghệ số. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, với quyết tâm bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu được Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo định hướng của Bộ Chính trị. Ngày 2 tháng 4 tới đây, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Trước đó, đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đề xuất được đầu tư vào Khánh Hòa. Một trong số những lĩnh vực được quan tâm nhiều là lĩnh vực giáo dục. Khánh Hòa được biết tới không chỉ là địa phương có tiềm năng lớn về du lịch và các ngành kinh tế biển, mà cũng là địa phương có tốc độ phát triển về công nghiệp khá. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý đã tạo cho Khánh Hòa tiềm năng rất lớn để phát triển toàn diện. Vì vậy, mới đây, tập đoàn Sovico đã trở thành chủ đầu tư mới của Trường Đại học Thái Bình Dương, có trụ sở đặt tại Nha Trang. Sovico là tập đoàn kinh doanh đa ngành, trong đó có hàng không, ngân hàng, năng lượng, bất động sản. Giáo dục là lĩnh vực đầu tư hoàn toàn mới của tập đoàn tại Khánh Hòa. Năm nay là năm đầu tiên mà tập đoàn Sovico có một cái hoạt động chiến lược hơn, mạnh mẽ hơn trong mảng lĩnh vực đào tạo và giáo dục. Giáo dục tại tỉnh Khánh Hòa là một cái mảng mà tập đoàn nghĩ rằng ở đây có rất nhiều tiềm năng về kinh tế, về các hoạt động kinh doanh, thì nguồn sinh viên, nguồn đào tạo học sinh và sinh viên sẽ là một nguồn gián tiếp hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của tỉnh Khánh Hòa sau này có chất lượng hơn, có chuẩn mực quốc tế hơn, giúp cho toàn bộ hoạt động của tỉnh cũng như là toàn bộ các chất lượng của lao động của tỉnh càng được tốt hơn. Thành lập vào năm 1999, tổ chức giáo dục FPT thuộc tập đoàn FPT đã trở thành hệ thống giáo dục lớn của Việt Nam với đầy đủ các cấp học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Là thương hiệu giáo dục có tầm ảnh hưởng quốc tế, tổ chức giáo dục FPT hiện có mặt ở 10 thành phố, hơn 74.000 học sinh sinh viên, 180 đối tác quốc tế và 40 quốc gia hợp tác đào tạo. Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các sở ban ngành, tập đoàn FPT đề xuất xây dựng các trung tâm công nghệ phục vụ cho kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin để cung cấp cho toàn cầu. Đồng thời, FPT cũng muốn tạo nên khu phức hợp để thu hút các nhân lực công nghệ trên thế giới đến làm việc tại Khánh Hòa. Được biết, trong năm 2023, FPT sẽ liên kết với Trường Đại học Khánh Hòa tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng. Ngoài ra, FPT sẽ cùng tỉnh xây dựng lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, giữ được lực lượng nhân lực tại địa phương, cam kết dùng chuyển đổi số để tăng thu ngân sách cho tỉnh. Kết là sẽ mang đến Khánh Hòa để cùng với Khánh Hòa để tạo ra cái sức bật, một Khánh Hòa mới, phát triển mới. Và đặc biệt là về phía tập đoàn FPT thì rất mong muốn các anh tạo điều kiện cho FPT được tham gia nhiều hơn nữa trong cái hoạt động chuyển đổi số của tỉnh nhà mình. FPT cam kết một là đem đến một cái sự thuận tiện cho người dân, tất các cái chỉ số về cải cách thủ tục hành chính phải tốt nhất. Thứ hai nữa là đem đến một cái tốt, cái điều kiện hoạt động tốt nhất cho các doanh nghiệp. Có nghĩa là phải tăng thu ngân sách cho Khánh Hòa. Thì FPT sẽ cam kết rằng là sẽ dùng chuyển đổi số tăng ít nhất 3-5% thu ngân sách của Khánh Hòa, dùng chuyển đổi số của mình để làm việc đấy, để cam kết. Và cái thứ ba nữa là tạo cho FPT sẽ dùng chuyển đổi số để cung cấp các cái nền tảng để chính quyền phục vụ người dân tốt hơn nữa và các nhà đầu tư tốt hơn nữa. Thì ý kiến của đồng chí tổng giám đốc thì chúng tôi rất là vui mừng. Có lẽ là FPT cũng mong muốn là chọn Khánh Hòa là một cái tổ hợp liên hợp về công nghệ và cái giáo dục, tạo điều kiện cho các chuyên gia trong nước và ngoài nước đến đây để sinh sống và công tác. Tôi nghĩ với cái đề xuất này thì lãnh đạo tỉnh cũng sẽ có cái nghiên cứu, rồi là cũng phải tìm chọn địa điểm để mà giới thiệu trên một cái tinh thần là chúng ta tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để có một cái khu liên hợp về công nghệ thông tin và giáo dục, đặc biệt là cái việc chúng ta ưu đãi cho các chuyên gia trong nước và ngoài nước. Phát triển nguồn nhân lực được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Trong bối cảnh hiện nay, việc thu hút đầu tư, xã hội hóa giáo dục là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của hệ thống giáo dục. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngoài các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển đào tạo nguồn lao động, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,
góp phần hướng đến mục tiêu Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo định hướng của Bộ Chính trị. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.